Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình huyện Nghi Xuân. Chương trình hôm nay có những nội dung chính: Ban dân vận tỉnh ủy kiểm tra phong trào dân vận khéo tại huyện Nghi Xuân. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp đôn đốc chỉ đạo thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng. Ghi nhận từ hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm 2015. Cuối chương trình xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn tấm gương người phụ nữ có 4 chuẩn mực. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Ban dân vận tỉnh ủy do đồng chí Trần Văn Kỳ, Phó trưởng Ban Thường trực, đã có buổi làm việc với huyện Nghi Xuân về kiểm tra phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn toàn huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hà Văn Châu, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trước khi bước vào buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số mô hình dân vận khéo tại xã Xuân Thành. Qua kiểm tra thực tế và làm việc với huyện Nghi Xuân cho thấy, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn huyện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực trong phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 612 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, 109 mô hình phát triển kinh tế, 70 mô hình văn hóa xã hội, còn lại là các lĩnh vực khác. Thảo luận tại buổi làm việc, các ý kiến chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, nêu lên những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện phong trào dân vận khéo, đồng thời kiến nghị đề xuất lên cấp có thẩm quyền những vấn đề liên quan. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Kỳ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh ủy đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà huyện Nghi Xuân đạt được trong phong trào thi đua dân vận khéo. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu thời gian tới huyện Nghi Xuân cần tập trung chỉ đạo, phấn đấu giúp hai xã về đích nông thôn mới trong năm 2015, đó là Xuân Phổ và Xuân Thành. Dân vận khéo cần có sự tập trung của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo, quán triệt tốt chỉ thị 36 để chỉ đạo thành công đại hội Đảng. Làm tốt công tác vinh danh, biểu dương điển hình tiên tiến để nhân rộng dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân huyện vừa tổ chức cuộc họp đôn đốc chỉ đạo các ngành các địa phương tập trung thực hiện quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng, về nhà ở, chính sách hỗ trợ người nghèo, xây dựng nhà tránh bão, nhà lũ lụt. Đồng chí Nguyễn Hải Nam, đồng chí Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp. Sau hơn một năm triển khai thực hiện quyết định số 22, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Nghi Xuân thực hiện chậm hơn so với tiến độ quy định. Cụ thể, đến ngày 31 tháng 3 năm 2015, tổng số hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở là 208 hộ trên 268 hộ, đạt 77,6%. Số hộ đang làm nhà ở 43 hộ, số hộ không làm nhà ở 15 hộ. Số tiền giải ngân là gần 6,5 tỷ đồng, đạt 79,8%. Những đơn vị làm tốt và đã hoàn thành cơ bản chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công gồm Xuân Hồng, thị trấn Xuân An, Xuân Thành, Xuân Mỹ, Xuân Lĩnh, Cổ Đạm. Những đơn vị thực hiện chậm và đang gặp khó khăn trong công tác vận động đối tượng như Xuân Trường, Xuân Liên, Xuân Hội, Xuân Đan, Tiên Điền. Trong đó còn có những đơn vị để xảy ra tình trạng có một số hộ không làm nhà và nhà ở được hỗ trợ theo quyết định 48/2014/TTg thì hầu như chưa có xã nào triển khai thực hiện. Qua kết quả trên cho thấy, trong quá trình triển khai quyết định 22, tại nhiều xã thị trấn, việc tuyên truyền phổ biến hướng dẫn các chính sách tới đối tượng chưa đầy đủ kịp thời, do vậy dẫn đến tình trạng thống kê rà soát không đúng đối tượng và việc thực hiện hỗ trợ còn lúng túng. Đặc biệt, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các địa phương, nguồn kinh phí từ trung ương nhiều nơi phân bổ dàn trải, không thống nhất, chưa phù hợp với số lượng cần hỗ trợ. Phát biểu kết luận, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, để quyết định 22 được triển khai thật sự hiệu quả, ban chỉ đạo của huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác thống kê cụ thể để các gia đình người có công với cách mạng sớm được hưởng những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Đồng thời phải có sự rà soát để đảm bảo việc hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, nâng cao chất lượng các công trình nhà ở, nhất là những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ban điều hành Cụm An toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu liên huyện Nghi Xuân – Lộc Hà vừa tổ chức hội nghị giao ban kết quả hoạt động xây dựng cụm năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Vinh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Hoàng Quang Long, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Nghi Xuân.
Cụm An toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu liên huyện Lộc Hà Nghi Xuân có 6 xã nối liền với tuyến biển, có đường 22 tháng 12 đi qua và giao cắt ở điểm cuối của dãy núi Hồng Lĩnh. Cụm An toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu liên huyện Lộc Hà Nghi Xuân được đánh giá có vị trí chiến lược quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đây được xem là địa bàn thường xảy ra các vụ việc nhạy cảm liên quan đến tranh chấp đất đai, ranh giới, mâu thuẫn trong làm ăn, hoạt động tội phạm luôn diễn biến phức tạp. Nhưng kể từ khi xây dựng được Cụm An toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu liên huyện, nhìn chung đã tạo được những chuyển biến căn bản trong việc đảm bảo ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn. 5 nội dung xây dựng cơ sở, 4 nội dung xây dựng cụm đã được thực hiện tốt, nhất là trong việc nắm bắt diễn biến tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp, hiệp đồng tác chiến, hội thi hội thao, giáo dục huấn luyện quân sự. Theo đó, trong năm 2014, trên địa bàn cụm liên huyện Lộc Hà Nghi Xuân đã xảy ra 116 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tranh chấp khiếu kiện và đã giải quyết ở cấp xã 86 vụ việc, chuyển hai huyện giải quyết 30 vụ việc. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2015, Cụm An toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu liên huyện Lộc Hà Nghi Xuân quyết tâm sẽ tăng cường mối quan hệ, phối kết hợp với các lực lượng công an quân sự, biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã năm 2015. Đồng chí Đặng Văn Tính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Nhận thức rõ việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân đã đưa nội dung này trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong chỉ đạo điều hành kế hoạch nhà nước. Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức nghiêm túc các buổi tập huấn cho cán bộ phụ trách cấp xã, đồng thời quán triệt nhiệm vụ, phân công các phòng ban đơn vị, theo dõi đánh giá hướng dẫn giúp đỡ các xã thị trấn một cách cụ thể trong việc cung cấp thông tin, định hướng kế hoạch phát triển theo từng lĩnh vực quản lý, nhằm tập trung chỉ đạo giúp đỡ cơ sở, thực hiện đảm bảo khả thi kế hoạch. Kết quả đến ngày 15 tháng 10 năm 2014, toàn bộ 19 trên 19 đơn vị xã thị trấn đã hoàn thành dự thảo kế hoạch, đáp ứng về nội dung và tiến độ yêu cầu. Nhìn chung các đơn vị xã thị trấn đã bám sát nội dung sổ tay hướng dẫn xây dựng kế hoạch theo trình tự, nội dung hệ thống mẫu đảm bảo cơ bản đầy đủ. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 đã được các xã thị trấn xây dựng trên cơ sở xem xét, đánh giá ý kiến đề xuất của người dân, tình hình thực trạng của địa phương, phân tích các sản phẩm chủ lực phù hợp với nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, ưu tiên để xây dựng chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và định hướng của năm 2015. Qua đánh giá chất lượng 19 bản kế hoạch gửi tổ tham vấn cấp huyện, có nhiều bản kế hoạch được đánh giá tốt như kế hoạch của đơn vị Xuân Hải, Xuân Mỹ, Xuân Viên, Xuân Liên, Xuân Yên, Xuân Phổ. Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến của các xã thị trấn trao đổi chia sẻ bài học kinh nghiệm cũng như những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, yêu cầu ban chỉ đạo cấp huyện tiếp tục phối hợp giúp đỡ các xã thị trấn thực hiện tốt kế hoạch, tổ chức tập huấn cho nhân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã về nhận thức thị trường, chuỗi giá trị trong phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gắn với nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, hội thi Chúng Em Kể Chuyện Bác Hồ năm 2015 đã thành công tốt đẹp. Đến dự và trao giải cho các thí sinh xuất sắc có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Qua hơn 2 tháng phát động, hội thi đã thu hút đông đảo các em đội viên thiếu niên nhi đồng của 30 liên đội trong toàn huyện tham gia và đã được tổ chức chu đáo từ cấp liên đội đến cấp huyện. Về tham gia hội thi chung kết tại huyện lần này có 30 thí sinh xuất sắc của hai bậc học trung học cơ sở và tiểu học. Các em đã mang đến hội thi những tiết mục đặc sắc với chất giọng mộc mạc chân tình hồn nhiên của thiếu nhi đã thể hiện những mẩu chuyện nhỏ kể về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đạo đức lối sống giản dị, ca ngợi lòng yêu nước, tình thương người, đức tính quý báu gần gũi của Bác như mẩu chuyện Niềm Vui Bất Ngờ, Bác Hồ đến với các cháu ở trại trẻ Kim Đồng, Bác Hồ thăm vườn hoa điểm tốt, Những ngày tháng cuối cùng trước lúc đi xa, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Tình yêu của Bác dành cho những khúc dân ca, Quê hương nghĩa nặng tình sâu, Thời gian quý báu lắm, vân vân. Hầu hết các thí sinh đã biết lồng cảm xúc của mình để làm cho câu chuyện trở nên xúc động và đầy ấn tượng. Mỗi câu chuyện về đạo đức Hồ Chí Minh đã đem đến cho người xem nhiều cảm xúc thiêng liêng và ý nghĩa, giáo dục nhân văn sâu sắc, làm sống dậy những giá trị đạo đức cao cả của Bác Hồ kính yêu. Nhiều người đã cảm động rơi nước mắt trước những câu chuyện về Bác qua giọng kể của các thí sinh. Điển hình như các em Dương Trần Bảo Chi ở tiểu học Cổ Đạm,
em Nguyễn Thị Thu Hương ở tiểu học Xuân Lam, em Đậu Trần Khánh Chi, trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Nhiều tiết mục đã được dàn dựng công phu, có phụ họa, hát múa, đóng kịch, làm cho câu chuyện kể đầy sức truyền cảm và tính thuyết phục cao. Hội thi thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần bồi dưỡng niềm tin, ý thức học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ cho thiếu niên nhi đồng Nghi Xuân. Đồng thời giúp cho đội viên thiếu niên nhi đồng nhận thức sâu sắc về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ, góp phần giúp cho các em học tập tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Kết quả giải nhất khối tiểu học thuộc về em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, trường tiểu học thị trấn Nghi Xuân. Giải nhất khối trung học cơ sở thuộc về em Phạm Đặng Khánh Giang, trung học cơ sở Đan Trường Hội. Ban tổ chức cũng trao 3 giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích. Ủy ban nhân dân huyện cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Quốc Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2014, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, nhưng nhờ làm tốt công tác phòng chống cháy rừng nên trên địa bàn huyện không xảy ra vụ cháy rừng lớn nào. Năm 2014, toàn huyện có 6 điểm phát lửa nhưng đã được dập tắt kịp thời. Diện tích rừng thiệt hại chỉ khoảng 0,7 ha. Trong năm, toàn huyện đã trồng mới được gần 2 vạn cây phân tán. Công tác giao đất giao rừng được triển khai có hiệu quả. Tổng diện tích đất rừng được giao 756 ha cho trên 5.600 hộ dân. Năm 2015 được dự báo là thời tiết có nhiều diễn biến bất thường. Các đợt nắng nóng sẽ kéo dài, nguy cơ cháy rừng rất cao. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra, huyện Nghi Xuân đã chủ động thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng ban, trong đó phương án 4 tại chỗ được chú trọng quan tâm. Ngoài lực lượng chữa cháy xung kích của huyện, các xã có rừng đều thành lập đội xung kích chữa cháy rừng từ 10 đến 25 người, được trang bị đầy đủ các dụng cụ chữa cháy và bố trí trực 24 trên 24 giờ. Hạt Kiểm lâm huyện cũng đang chỉ đạo làm mới và tu bổ 11 km đường băng cản lửa, xây mới và tu bổ 19 biển tường, phối hợp với các chủ rừng triển khai làm các đường băng cản lửa, đường đi chữa cháy rừng tại các khu vực xung quanh Hồ Xuân Hoa, Cồn Tranh, vận động nhân dân không đốt đồi trọc để lấy cỏ non. Bên cạnh đó, Nghi Xuân cũng tăng cường công tác tuyên truyền và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lâm luật. Tại hội nghị có 4 tập thể và 4 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2014. Huyện Nghi Xuân vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và tổng kết 5 năm phong trào thi đua tuổi cao gương sáng giai đoạn 2010-2015. Đến dự có cụ Nguyễn Huy Liệu, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Phát huy truyền thống tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 5 năm qua, Hội Người Cao Tuổi Nghi Xuân đã gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương, trong đó điển hình là thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các hội viên người cao tuổi đã đóng góp trên 4 tỷ đồng, trên 13.000 m2 đất, trên 3.000 m2 tường rào, hàng vạn cây lưu niên, cổ thụ và hàng chục ngàn ngày công lao động để đóng góp xây dựng nông thôn mới. Với một lực lượng đảng viên hùng hậu, chiếm 1/3 tổng số đảng viên trong toàn huyện, hội viên người cao tuổi đang là hạt nhân tích cực góp phần xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, khắc phục tệ nạn quan liêu, cửa quyền, hách dịch, tham ô lãng phí từ cơ sở. Công tác xây dựng hội và chăm sóc hội viên được quan tâm đúng mức, 100% chi hội đều có nguồn quỹ để duy trì hoạt động. Các hội viên ốm đau đều được thăm hỏi, tặng quà và động viên kịp thời. Nhiều nội dung thi đua yêu nước được tổ chức thực hiện có hiệu quả như học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuổi cao gương sáng, 1 triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo, trồng cây xanh, xóa nhà tạm cho người cao tuổi, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, v.v. Về dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, cụ Nguyễn Huy Liệu, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các cấp hội người cao tuổi và hội viên trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Các đồng chí cũng mong muốn các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào để các con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương Nghi Xuân ngày càng phát triển đi lên. Tổng kết 5 năm phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, Nghi Xuân có 3 tập thể, 1 cá nhân được đề nghị Trung ương hội tặng bằng khen, 2 tập thể và 2 cá nhân được tỉnh hội tặng giấy khen. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 6 tháng khẩn trương thi công, công trình nhà văn hóa thôn Khang Thịnh, xã Xuân Viên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Đến dự lễ khánh thành có đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Nhà văn hóa thôn Khang Thịnh được xây dựng trên diện tích khuôn viên 200m², tổng giá trị công trình trên 512 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 300 triệu đồng, còn lại do nhân dân tự nguyện đóng góp và sự ủng hộ của con em xa quê. Công trình nhà văn hóa thôn Khang Thịnh hoàn thành được đưa vào sử dụng sẽ là địa điểm hội họp, nơi sinh hoạt văn hóa thể thao của nhân dân, nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương, góp phần thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đưa văn hóa thấm sâu vào từng gia đình và mỗi người dân, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội nông dân huyện Nghi Xuân vừa tổ chức trồng thí điểm 2 hectare gừng chất lượng cao tại hộ gia đình anh Nguyễn Văn Thanh ở thôn Bắc Sơn, xã Xuân Viên. Tổng chi phí cho mỗi hectare gừng khoảng trên 120 triệu đồng, bao gồm 2 tạ giống được nhập khẩu từ Lào. Dự kiến sau 6 đến 7 tháng, số diện tích gừng này sẽ cho thu hoạch. Nếu được mùa, ước tính sản lượng sẽ đạt từ 20 đến 25 tấn một hectare. Nếu tính theo giá gừng trên thị trường hiện nay, sẽ cho doanh thu từ 400 đến 450 triệu đồng mỗi hectare. Như vậy, mỗi hectare gừng có thể lãi ròng trên 300 triệu đồng. Theo anh Thanh, chủ mô hình cho biết, từ nguồn giống đến khâu bao tiêu sản phẩm sẽ do công ty xuất nhập khẩu gừng Kỳ Sơn, Nghệ An chịu trách nhiệm. Anh Thanh cũng cho biết kỹ thuật trồng và chăm sóc gừng khá đơn giản bởi vì loại cây này chịu được nắng hạn nên chi phí chăm sóc không cao. Hội nông dân huyện Nghi Xuân cho biết nếu trồng thí điểm thành công tại hộ gia đình anh Nguyễn Văn Thanh, trong thời gian tới hội sẽ tham mưu để nhân rộng và thay dần cây lạc ở một số vùng có năng suất thấp. Thưa quý vị và các bạn, là một trong hai xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Nghi Xuân, xã Xuân Phổ đang tích cực triển khai các giải pháp, huy động các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí, bảo đảm về đích nông thôn mới vào cuối năm 2015. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hồng Quang Thanh Huyền. Đến thời điểm này, theo đánh giá của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh, thì Xuân Phổ đã đạt vững chắc 7 trên 19 tiêu chí, gồm quy hoạch, giao thông, thủy lợi, bưu điện, cơ cấu lao động, giáo dục, y tế, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống chính trị và việc làm. Tuy số tiêu chí đạt chưa nhiều, nhưng những tiêu chí còn lại đã đạt tỷ lệ khá cao, trong đó nhiều tiêu chí gần đạt chuẩn. Hiện toàn bộ hồ sơ quy hoạch của xã đã được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt. Xã đã tổ chức công khai quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và xây dựng các tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới. Được chọn làm xã điểm trong xây dựng nông thôn mới của huyện, cấp ủy chính quyền xã Xuân Phổ xem đây là niềm vinh dự lớn lao, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với địa phương. Trước khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ nhân dân, tổ chức các hội nghị quán triệt nhiệm vụ, bàn các giải pháp thực hiện. Qua đó, thống nhất tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn đảng bộ và nhân dân địa phương. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy điều hành của chính quyền, đã có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, đề cao vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới của người dân. Phát huy dân chủ, trách nhiệm của người đứng đầu trong hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của các tổ chức cơ sở đảng, mặt trận, các tổ chức đoàn thể quần chúng, nhằm tạo khí thế thi đua mạnh mẽ. Năm 2015 thì xã Xuân Phổ là quyết tâm đăng ký xây dựng về đích nông thôn mới. Ngay từ đầu năm thì ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã dưới cái sự chỉ đạo trực tiếp của tổ công tác về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện phụ trách địa bàn Xuân Phổ thì đã tiến hành làm việc mấy cuộc rồi. Cho nên là đến hôm nay thì chúng tôi tập trung vào cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân, và nhân dân Xuân Phổ thì cái sự đồng tình của nhân dân thì rất là tốt. Hôm nay thì chúng tôi tổ chức cái lễ phát động đợt cao điểm để rồi tập trung xây dựng các cái tiêu chí nông thôn mới phấn đấu về đích vào năm 2015. Sáng nay chúng tôi tổ chức cái lễ thì được bà con nhân dân hết sức đồng tình. Và sau cái buổi lễ thì tất cả các địa bàn thôn xóm đều ra quân, đồng loạt ra quân có 8 cái nội dung. Sáng nay có 8 nội dung thì tất cả các nội dung đều được bà con nhân dân tham gia rất là đông. Thấy cái khí thế của nhân dân thì chúng tôi cũng xác định là năm nay về đích nông thôn mới thì có thể nói là cái buổi đầu thì thấy như vậy là rất là khả quan. Để củng cố các tiêu chí đã đạt, hoàn thiện các tiêu chí còn lại,
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức của cấp ủy chính quyền, mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung xây dựng nông thôn mới. Tổ chức và thực hiện tốt công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung cao cho phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững và mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, theo hướng văn minh hiện đại. Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh nông thôn, phát triển kinh tế xã hội. Ngay sau lễ phát động ra quân cao điểm xây dựng nông thôn mới, Xuân Phổ huy động cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân vào cuộc đồng loạt, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Khu dân cư xóm 7 được Xuân Phổ chọn để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Nhiều nội dung công việc được xóm triển khai tích cực như chỉnh trang nhà cửa, xây dựng đường giao thông liên thôn liên gia, xây dựng hàng rào xanh, nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế hộ gia đình, củng cố và bảo vệ vẻ đẹp của các làng quê truyền thống. Đến nay chúng tôi đã chỉ đạo cho bà con nhân dân là ra quân làm khuôn viên hội quán mới và làm những hàng rào xây bồn để làm hàng rào xanh. Đến hôm nay thì chúng tôi đã làm tương đối được khoảng 1/3 về chương trình. Thì trong cái chương trình nông thôn mới, chúng tôi đã cũng rất tuyên truyền và cho bà con thấu hiểu là dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ lâu dài. Thì đến hôm nay thì nói toàn dân hầu như là đồng tình. Và chúng tôi đã đi từng nhà vận động, hiến đất, hiến cây, về vận động những nhà là để ủng hộ về xóm, cống hiến tiền vào, là như tiền bạc công sức để phát động bà con nhân dân. Đến hôm nay là chúng tôi cùng đã nhất trí đồng lòng toàn bà con. Điều đáng ghi nhận là người dân đã ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong xây dựng nông thôn mới. Gia đình tôi là được chọn làm xây dựng vườn mẫu. Thì thực sự là đây là như một cái cuộc cải cách, và đối với gia đình tôi thì là trước dư thì vườn cửa tược là kiểu đang chưa gọn gàng, cho nên là lần này thì cũng là một cái dịp để được chỉnh trang vườn, là trồng cả cái loại cây mà cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Thì thực sự là gia đình tôi rất vui mừng và tôi cũng là đồng tình cao với cái chủ trương xây dựng vườn mẫu và khu dân cư mẫu của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện cũng như là xã. Không chỉ cán bộ và nhân dân xóm 7 gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới, mà 9 trên 9 thôn xóm đều đồng lòng hưởng ứng. Với quyết tâm cao, nhiều công việc được tập trung thực hiện như làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, phát quang hành lang lưới điện, chỉnh trang khuôn viên các nhà văn hóa, xóm 2, xóm 3, xóm 4, cải tạo vườn cây thuốc nam, cắm mốc trạm y tế xã, vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn toàn xã, tạo cảnh quan sạch đẹp tại các công sở, trường học. Xóm đã xác định được đây là cái mục tiêu chung, mục tiêu quốc gia để đưa được cái đời sống của nhân dân ngày càng phát triển, xã hội là phồn vinh, xóa được đói, giảm được nghèo, từ đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Tất cả mọi cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thì xóm đã tổ chức họp dân tuyên truyền vận động mọi người dân, mà từ chỗ đó mọi dân đã hiểu được và là hưởng ứng cái phong trào là xây dựng nông thôn mới như thế này. Đến thời điểm này, Xuân Phổ đã huy động gần 7 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn chương trình trên 2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 4,5 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện tại, hệ thống giao thông nông thôn xã Xuân Phổ cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Toàn xã có gần 12 km đường trục xã, trong đó có gần 11 km đạt chuẩn, 7,8 km đường trục thôn thì có trên 50% đạt chuẩn, 8 km đường ngõ xóm và 3 km đường trục chính nội đồng. Có 4,3 trên 9,6 km kênh mương đã được kiên cố hóa. Toàn xã Xuân Phổ có 4 mô hình sản xuất kinh doanh lớn, doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm, 4 mô hình sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, có 3 hợp tác xã, 3 doanh nghiệp. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi đang làm việc trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp gần 800 người, chiếm trên 33%. Thu nhập đầu người năm 2014 đạt 22,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,99%. Hiện nay mà các cái tiêu chí thì thực chất là để đánh giá cho hôm tháng 3 vừa rồi có đoàn của Văn phòng Nông thôn mới tỉnh ra đánh giá cụ thể trên tất cả các tiêu chí thì
Xuân Phổ mới đạt được 6 tiêu chí thôi. Đó là 6 tiêu chí khá vững chắc, còn các cái tiêu chí khác thì cái tỷ lệ đạt thì cũng đã khá cao. Cho nên để đạt được các cái tiêu chí mà còn lại của trong năm 2015 này thì chúng tôi xác định cũng là đang hết sức khó khăn. Đặc biệt là các cái tiêu chí như tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, rồi tiêu chí về môi trường, rồi tiêu chí giao thông thủy lợi, rồi phát huy nội lực của nhân dân và kêu gọi các cái con em của Xuân Phổ mà có cái sự quan tâm đến quê hương thì sẽ tiếp quan tâm để đầu tư xây dựng cho Xuân Phổ. Với những nỗ lực và kết quả đạt được, với tinh thần quyết tâm cao, Xuân Phổ đang có đà để bước những bước đi vững chắc trên chặng đường xây dựng nông thôn mới tiếp theo. Hiện tại Xuân Phổ đang tập trung dồn sức, chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực để phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí để về đích nông thôn mới trong năm 2015. Thưa quý vị, thưa các bạn, với sự cần cù chịu khó, dám nghĩ, dám làm, biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi tổng hợp, nên gia đình chị Lê Thị Tâm ở thôn Hương Mỹ, xã Xuân Mỹ đã vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Chị còn là người phụ nữ trung hậu đảm đang. Chị Tâm trở thành một tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế và xây dựng gia đình của Hội Phụ Nữ xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân. Cách đây hơn 10 năm, vùng đất Bảo Rói thuộc thôn 11, nay là thôn Hương Mỹ, xã Xuân Mỹ, là vùng đất hoang hóa, ao tù nước đọng, cỏ cây tùm, ít người vào ra. Và hôm nay đã trở thành một khu chăn nuôi tổng hợp đem lại nguồn thu nhập từ 300 đến 350 triệu đồng mỗi năm cho gia đình chị Lê Thị Tâm. Trước đây trải qua một cái thời gian thì sức gian nan vất vả, tưởng chừng như anh chị tưởng chừng như là bỏ quá những làm được, nhưng mà nói chung mấy năm gần đây thì cũng nhiều cái động lực thúc đẩy lại từ cái chỗ có hỗ trợ nguồn vốn, rồi thì thông qua những cái mô hình sản xuất của ông chẳng hạn như ông Bình vô trống, cho nên là anh chị quyết tâm làm lại. Thì bắt đầu 2012 thì anh chị bắt đầu mở rộng làm mô hình của như hôm nay. Thì thực ra mà nói gì, nói lúc làm hằng ngày thì rất cực nhọc, sáng ra thì thậm chí là cô thời gian bật cả là 2 giờ phải dậy rồi, nhưng mà có đều là thương lại họ bài bên Vinh sáng ấy, ô tô sáng đây 5-7 người sáng từ họ điều cả lên này, mình vài ba công nhân nữa là điều cả lên cân thu hoạch một sáng là 7 triệu, chứ chẳng hạn nhiều thì 10 triệu hoặc là 5-7 triệu là cảm thấy sướng. Nghĩ là làm, khó khăn cũng quyết tâm vượt qua, và kết quả ngày hôm nay đã không phụ công của vợ chồng chị. Ban đầu không có vốn, ngày ngày hai vợ chồng be bờ vỡ đất, đào ao thả cá, làm chuồng trại chăn nuôi nhỏ lẻ, lấy ngắn nuôi dài. Từ nuôi 15 đến 20 con lợn thịt, vừa nuôi, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm, dần dần phát triển mở rộng thêm. Và đến nay, gần 5 hectare đất đã được quy hoạch thành một trang trại chăn nuôi tổng hợp. Trong chuồng nuôi luôn có từ 50 con lợn thịt, 10 con lợn nái, 20 con bò, trên 1.000 con vịt đẻ, hàng trăm con gà, chim bồ câu, 3 ao nuôi với nhiều loại cá. Mỗi năm, gia đình chị thu hoạch 3 lứa lợn, hàng tấn cá. Chị còn đầu tư một lò ấp trứng vịt và cung cấp dịch vụ con giống, thức ăn gia súc gia cầm cho bà con trong vùng. Là rất phấn khởi, rất là tự hào và là đồng lòng của vợ tôi nữa, là quyết tâm làm lên cái là sự nghiệp là như thế này, như tôi rất phấn khởi. Sáng sớm đó là vợ là đến là vợ ở đây nơi đây là đến đây là hai vợ chồng đây là cùng cả công nhân nữa là làm đây là vợ lại về là tranh thủ về là làm ở nhà nữa, ở nhà đứng có lò ấp đây là có là buôn bán ở nhà là cầm cò về là gà vịt con nữa, đây là vợ chồng rất vất vả. Trong quá trình chăn nuôi, chị Tâm đã tích cực tham gia các lớp tập huấn về áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cách chăm sóc cây con. Nhờ vậy, đàn bò, đàn lợn của chị luôn khỏe mạnh, phát triển nhanh, sinh sản nhiều lứa con giống, nên càng đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Bên cạnh đó, chị còn tạo việc làm cho 5 lao động có thu nhập ổn định. Kinh tế khá giả, vợ chồng chị lại có điều kiện đầu tư cho con cái học hành. Hiện 3 con của chị đã trưởng thành.
không chỉ đảm đang với vai trò người vợ người mẹ trong gia đình, chị Tâm còn khẳng định vị trí vai trò quan trọng của mình trong các phong trào ở địa phương. Chị Tâm ở đây là một trong những cái mô hình mà cũng được hội đầu tư cả về kiến thức cũng như là bước đầu mà những cái năm mà đang còn khó khăn thì chị cũng là một trong những cán bộ hội là chi hội trưởng, cho nên là cũng được tiếp cận với các cái nguồn vốn như là vốn giải quyết việc làm thì được mỗi lần vay là 20 triệu. Rồi thì vốn của dự án IMPP thì cứ một lượt vay là bước đầu thì 5 triệu, sau là 7 triệu rồi đến 10 triệu. Sự nỗ lực phấn đấu của bản thân chị là cùng với gia đình thì rất lớn. Những năm đó thì con của chị là chỉ có 3 người con, thì vừa lo gia đình này, rồi thì vừa lo công việc trang trải. Nhưng mà chị cũng rồi lên làm cả cán bộ hội, hồi đó là cán bộ của hội thôn 11, thì chị rất chi là tích cực, vừa làm công tác xã hội, vừa vận động các gia đình của mình làm kinh tế. Nói chung là sự nỗ lực phấn đấu của chị đã rất lớn. Biết phát huy tiềm năng lợi thế của quê hương và sự quyết tâm chịu khó, tự tìm hướng đi thích hợp trên chính vùng quê của mình, chị Tâm đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tích cực trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân. Chương trình truyền hình của Đài Nghi Xuân hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.